chân mịt mùng kiếp người thật buồn đầy tràn đau thương. Mà sao mà tiếng thánh ma quý mà mong tu thành quá. Sống làm người để yêu thương dâu trời hà khắc nhân hành đại ke trái trời. Bạch xa dưới thanh xa mầm ngàn năm đắc thân, tình xương tấu khúc nhạc khúc nhạc nhạc năm như mãi không vương. Là sinh biến sanh kiếp người vào mùa thanh minh dập dìu phong lưu nhạc lòng rung lên. Chị em biết quá gia nhân với người vui biết thanh minh, hồn xuân bâng khuâng vui quên công quá tu hành. Nào đó vẫn duyên ân phận một đời trăm lớn thì đâu ai biết được chúng ta là rắn chứ, phải không em? Dạ. Tiểu thơ đẹp quá. Là người đẹp thì mình phải có tên chứ, thưa tiểu thơ. Nè, từ đây em hãy bỏ hai tiếng tiểu thơ mà hãy gọi ta là Bạch Trân Nương Hiền Tỷ. Bạch Trân Nương Hiền Tỷ, thưa dân. Còn em là Tiểu Thanh Tỳ Nữ phải không tiểu thơ? Không, Tiểu Thanh Hiền Muội chứ. Chúng ta nên đối xử với nhau như tình chị em thân thiết. Và bây giờ gặp tiết thanh minh. Chị em ta tìm nơi ẩn náu ngay trên bến Tây Hồ để cùng với các giai nhân chén chúc dự hội đạp thanh bối duyên lửa dầm. Bao chàng hào hoa tuấn kiệt, sao mình gặp môi lương duyên cho khỏi uống bao công trình. Em chỉ sợ rằng mình gặp người trai tốt mà hễ gặp mưa rào là kéo tan hồ ra. Thì thật uổng phí công ta đã gian nan lao khổ. Thôi kìa, em đừng có tưởng tượng diễn trong nói gỡ điều xui xẻo không nên. À, kìa, có người đến. Chúng ta mau xuống du thuyền rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Dạ. Anh đưa dặn, dặn thuyền nhanh lên đi. Anh thấy gì không? Thấy rồi. Thấy cái gì? Hai mỹ nhân. Trời ơi, trèo lẹ lên đi, trèo lẹ lên đi. Đẹp quá Hậu ơi. Nước màu xanh nhấp nhô đưa con thuyền về nơi bến mờ. Chuyện tình đến mặt sông đưa thuyền ơi, đưa sông đưa về đâu. Một cô áo trắng. À, em xem có ai nhìn chúng ta kìa. Rồi tay hồ nước trư tinh nghe chẳng lạc bước đông đào nhẹ nhàng đến môi tiên đào nguyên ai thấu chân lòng. Chèo lên đi chị đang hát đi. Ai có nghe dòng đường than trách thân cô phòng, nhìn đứa trôi nghe à lòng tình suy buồn cô liêu về mình.
con thuyền bao hát hữu tình. Lờ mờ lấp lánh sương mai hà, sao chuyến hồn hoài mơ. Thuyền nước nhẹ thước đi vào mầm, lữ khách chơi vơi kiển tây hồ. Hỏi ai nghe thấy lòng sao xuyến, bâng khuâng sóng nước gió tây hồ. Trời sắp mưa rồi, mình lên đi chị. Chúng ta đi. Đó, người ta lên bờ rồi, mình cũng lên theo. À, mình đi, đi Hảo. Lạ quá, tiết thanh minh mà mưa. Mình tìm chỗ trú mưa đi Tiểu Thanh. Dạ, đi Hiền Tỷ. Thưa Hảo ơi, chuyện gì đó Hứa Huynh? Trời mưa rồi, mình tìm chỗ đục mưa đi anh. À, để coi. Ôi, nè, Hứa Huynh ơi, Hứa Huynh. Chuyện gì đó Thừa Hảo? Anh nhìn ở tàn cây đằng kia kìa, anh có thấy gì không? Thấy rồi, thấy từ nãy giờ lận mà. Đó, 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 ở dưới tàn cây đằng kia có hai mỹ nhân đang trú mưa. Bây giờ mình ráng chịu ướt một chút, chạy tới đó cái rồi mình làm quen luôn. Ừ hen, tôi, cô áo trắng nghe chưa? Vậy thì cô áo xanh để cho tôi nha. Mình đi đi em. Dạ. Dạ khoan, xin chào nhị vị cô nương. Thưa cô nương, đã hạnh ngộ là có duyên có nợ, xin cho chúng tôi được may mắn biết nơi cư ngụ và quý tánh cao danh để đề phòng khi tai ngộ. Bạch Trân Nương là tên tiện nữ, ở cách đây độ nửa dặm đường, còn em này tên là Tiểu Thanh. Dạ cột tôi tên là Hà Thừa Hảo, đại huynh đây tên Hứa Hướng Dân. Chẳng hay nhị vị cô nương còn đủ song thân, và có lẽ nhị vị đã yên bề gia thất. Dạ 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 không, cha mẹ chúng tôi đều sống quy tiên cởi hạc, chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau. Phận côi cút nghèo nàn nên chưa ai ngỏ ý cầu thân, vì vậy mà đã đến tuổi cập kê vẫn còn phòng khuy phong kính cửa. Thật là vạn hạnh, vạn hạnh được biết nhị vị cô nương. Trời ơi, mưa lớn quá, làm sao mà về đây Tiểu Thanh? Em cũng không biết làm sao nữa Hiền Tỷ ơi. Bạch muội, Thanh muội à, nép vào đây đi, dù tôi che cho kẻo ướt hết đó. Dạ nè, che đỡ đục mưa thì được, nhưng còn đi về làm sao? Hứa huynh, bạch tẩu bạch cô nương và Thanh muội muốn về, anh đưa dù cho bạch tẩu và Thanh muội về đi. Thì anh sẵn sàng thôi. Còn Hứa huynh và Hà thúc thì sao? Dạ không sao đâu, nhà chúng tôi ở gần đây, và lại chúng tôi là con trai mà, có ướt hết cũng không sao mà. Rồi còn cái dù thì đưa hai con mượn luôn mà. Bạch Thanh nhị muội ơi, hãy giữ dù kia để mai này chúng tôi còn có cơ lặn lội tìm nhau mà tương ngộ. Bạch Trân Nương ơi, giữa đường gặp nhau sao bỗng dưng nghe lòng thương cảm, giữa lúc trời mưa ngoài trời vang sấm sét ta cũng nghe âm vàng tiếng sét ở trong lòng. Nhà nghèo khó mồ côi, làm sao có tiền để lo xóm việc châu trần. Anh Hứa tiên là học trò, học thêm nghề thuốc, còn tôi học nghề nghề cuốc bấm cày sâu. Cả hai chúng tôi chung đời sống đơn côi, cùng thông tâm ý từ lâu, giao tình kết bạn. Số trời chắc cũng định phân số mạng hai đứa trú mưa, tương hội nhị nương cùng kết nghĩa châu trần. Hứa huynh, Bạch Tiểu Thanh, em với anh lại đằng kia trú mưa đi. Thôi kỳ quá à. Ở đây mới kỳ đó. Đi. Đi. Chầm lao mặt nàng đang nước mưa, nghe dường như tiếng gió đưa. Em ơi tiếng
nhịp tim mình đang ru trong tiếng mưa. Hứa Lan ơi, tiếp tờ cõi vào kiếp dân sinh lòng riêng, dẫu lắm ước mơ dân sen ngứa đào tơ, vẫn còn kính nhị nhân tiếc thanh minh hoàn cảnh ngao du. Từng bước chân tiền đến chợt ai xuôi giữa đường gặp gỡ như kiếp nào hò hẹn hồn rung lên một thanh âm kỳ diệu hồn lẫn lẫn ngạt ngào tiếng yêu thương bên triền môi ngọt ý tương phong. Chúng mình hôm nay mới thì đúng câu dạy ngũ tử thiên thành. Đúng rồi, nếu không vậy tại sao Tây Hồ đang giữa tiết thanh minh, bỗng mưa gió giữa chân người chú mưa gặp gờ. Cốt liễu mong manh ai đã thương tình, mai sao sinh hiệp chứ dập dùi xa xa. Tình yêu tôi thật bất ngờ, hồn mềm ngơ ngác và kiếp con người sao tươi đẹp mong thơm hương. Bạch Nương. Dạ. Em có vẻ lạnh lắm đó. Em ơi, em tựa sát vào thân anh nè. Ý, nghe thở em làm sao? Không có đâu, sẽ ấm lắm. Tiểu Thanh, em coi kìa, chị Bạch lạnh á, cái chị tựa cho anh Tiên ôm, còn em thì em cũng lạnh, để nồi miếng nha. Em nói là em không có lạnh mà. Em lạnh đó chứ sao không lạnh? Không. Không lạnh thiệt phải không? Thiệt mà. Em không có lạnh thì anh lạnh. Hả? Trời ơi anh lạnh đây nè, ôm giùm anh miếng đi, ôm giùm miếng đi, lạnh quá. Thôi trời đi, ôm okay kỳ lắm. Trời ơi chắc tôi chết quá, trời ơi lạnh quá, chắc tôi chết quá. Anh Hà Thượng Hảo, đừng có chết, em ôm rồi, em ôm rồi nè. Sắp đặt nguyệt lão lá lai cho cặp bạn tay oai, chị em bạn gái một cặp bên kia như đôi chim bồ câu ôm lời ân ái, thì mình bên này cũng phải nói câu nhân ái nợ ba sinh. Dù cõi nhân gian dẫu bởi sự tình, mình cũng trọn đời bên nhau hạnh phúc. Lời nói hôm nay trời cao chứng giám, vượt đổi sao dời mình vẫn bên nhau. Đừng sợ đừng lo ơi người yêu mến, ai đến bên anh chấm mãi tim mình. Thừa Hảo anh ơi, tay em rung môi môi rung rời. Đừng bỏ xuống, đừng bỏ xuống, em bỏ tay ra là anh tắt thở. Em chịu mỏi tay hay là chịu anh chết cho em vui. Đừng đừng, thà là em chịu mỏi tay đừng chết anh ơi. Mà sao em càng ôm anh lại càng rung bay bay. Lần đầu tiên tựa mùi hương con gái trong tay em, mà anh tưởng chừng trong giấc mộng. Em không có chịu đâu, anh lợi dụng bắt em ôm anh hoài hay sao? Tiểu Thanh, ở đời có cuộc vui nào lại không tàn. Đây là hạnh ngộ anh hoang gian, kéo thêm vài giây hạnh phúc. Kìa, tại sao em khóc? Nỗi sung sướng tình yêu bậc cao làm cho em muốn khóc. Giây phút tương ngộ ngẫu nhiên này sao đẹp quá anh ơi. Hồn em trôi trên biển tình, mặt sóng dập gió dồi, công tu luyện ngàn năm lao vào cõi tục. Giây phút tuyệt vời vào trời đài, em vào địa ngục em cũng chẳng ăn năn khi đã biết yêu rồi. Tình của đôi ta nguyện thề son sắt hối ngộ, lần này nhớ mãi không quên anh ấy. Nghe đi bao lời hiền ước cho dấu trăm năm cũng không quên được, từ đây mỗi phút cũng xa vui trăm nhớ ngàn thương luôn dịu dặt ở bên lòng. Tiểu Thanh, em làm gì đó? Cũng giống như chị thôi hả? Thôi, về em, tối rồi. Vâng, anh Thừa Hảo. Em về nghe. Rồi chừng nào mình gặp lại.
À, anh Hứa Tiên nè, anh tính chừng nào gặp lại chị Bạch Trân Nương vậy? À, họ rảnh giờ nào thì tìm gặp giờ nấy. Bạch Trân Nương. Dạ. Em à, mình tạm biệt nha em. Tiểu Thanh. Dạ. Mình cũng tạm biệt luôn nha em. Về mạnh giỏi em. Bói đây, bói đây. Coi tướng, coi tài. Ta là lục nhất, nổi danh là bốc sư đệ nhất. Coi tướng, coi tài, coi cẳng, coi giò. Ai què chân là đi nhảy cò cò. Ai cục tay mặt thì già ôm tay trái. Ai là con trai ắt không là con gái. Ai đi thủng thẳng là tướng dịu dàng. Ai có chuyện lo là bước rộn ràng. Ai bước lăng xăng là người đang gấp. Đang gấp cái mà đang gấp. Ai đi cái mà cái mà chậm chạp thì làm biến nhất thì. Ai đi cái mà ủa mà kỳ vậy cả. Bữa nay lạ lùng quá. Cái lỗ mũi của mình sao mà nà. Ủa có mùi tỏi. Ủa không phải mùi tỏi. Mùi hành. Hả? Có rắn hộ hành ha. Ở đây mà có rắn hộ hành sao được cả. À để nhìn coi. Ủa chà chà. Đúng cái nhà này rồi. Chúng mày sẽ biết tay ta. Thôi quá xa rồi, quá xa rồi. Nhà ngập tràn tà khí, chắc ma quỷ ẩn hiện. Nguy lắm rồi, nguy lắm rồi. Chú ơi, chú nói cái gì vậy, chú thầy bói? Ây cha cha, ây cha cha. Chuyện gì vậy chú? Nè ngó sắc diện xanh sao biết trước sau gì cũng xảy à. Nhìn đôi mắt bất tinh thần à. Chắc có lẽ là xương cốt rã ten à ben à. Trời đất ơi, chú ơi, vậy bây giờ làm sao đi chú? Mạch nhảy lung tung tan loạn cả tâm mà thần à. Đâu để ta coi nè. À còn đầu gối lỏng hết chắc thế nào cũng sụng mà. Chú ơi, chú có cách nào giúp tôi không chú? Cái gì đây, cái gì đây? À lại thêm một mạng nữa sắp đi chầu Hà Ba. Vậy thì hãy gấp rút đưa tiền để ta chạy chữa giùm mà cho. Ây da, tên thầy bói nói điên, đừng kiếm chuyện moi tiền. Không, ta nói thiệt mà. Hãy đi cho lẹ, kéo không có đập một cây thì bể sọ. Hiền đệ à, cứ nghe lời làm thử coi sao thôi. Hiền đệ không, anh muốn thử thì thử đi, chứ tôi không cần. Tôi yêu vợ tôi yêu tôi, như vậy là đủ rồi. Yêu tinh mà chung thủy với người, không lẽ con người lại phản bội hay sao? Ngon ha, ngon. Yêu nhau để rồi chết. Ông ơi, ông đừng có nghe chú đó. Bây giờ ông xem như tôi một quẻ đi ông. À, tội nghiệp chú này tiến bộ, còn chú này ù lì. Tại vì tôi thương mấy người, cho nên tôi ra công ra sức để tôi coi giùm cho. Cho tôi nói hao hơi tổn thiến mệt tôi. Nói riết mà ốm, hồi đó tôi mập 8 tấn, bây giờ tôi còn có mấy ký à. Tại vì tôi thương, đưa bàn tay đây. Dạ, bàn tay đây nè thầy. Trời ơi, bàn tay gì đâu mà xanh lè, xanh lét, nó rút máu hết trơn hết trời rồi. Rút máu hết hả thầy? Ừ. Ủa sao tôi không có ốm thầy? Ừ, ốm lắm chứ. Trời ơi, bây giờ nó muốn đền bù lại, nó để nước vô, nước lạnh vô không, thành ra nó ù vậy đó. Ừ, vậy mà là ốm nè. Như vậy làm sao thầy ơi, thầy cứu tôi thầy. Coi nè, nghe đây nè. Nghe ta cắt nghĩa đây nè. Xem tôi dùm ông, đường tình còn lỗi thôi. Coi chừng bị lừa dối. Tôi dám cam đoan rằng ông tuổi tí tháng này ông rất xì. Đang kiện thì được phước tiên, tình duyên ông sẽ tiến rồi đấy ông có tiền. Hay quá. Trời ơi, sao thầy biết tôi tuổi tí vậy thầy? Trời đất ơi, tên ai tôi cũng biết, mà tuổi nào tôi cũng hiểu hết trơn rồi. Chính tuổi tôi, tên tôi còn biết, huống hồ đâu tên tuổi của ai. Hiền đệ thấy chưa, thầy hay quá hiền đệ ơi. Không, nói cái gì tôi cũng không tin đâu. À, thằng này càng bướng thì cho nó chết. Còn cậu, cậu cứ giữ lấy và làm theo lời của tôi đi. Dạ, dạ thưa thầy, xin thầy tính bao nhiêu tiền đây thầy?
tôi tính vậy nghe. Tạm thời tôi nhận cọc này là 5 chỉ. Lát nữa tôi trở lại, nếu kết quả rõ ràng thì tôi nhận thêm 5 chỉ nữa. Chịu không? Đừng có ngần ngờ nghe chưa. Chỉ có một lượng bạc thôi mà cứu được mạng công tử. Vậy mà công tử tiếc sao? Dạ, dạ thưa thầy, tôi đồng ý. Nhưng tôi phải làm sao thầy? Bây giờ công tử nghe lời tôi, hãy làm như vậy nè. Dạ sao thầy? Công tử đem kiếm này đeo trước cửa phòng. Vợ công tử bước vào, nếu đúng là yêu tinh, cây kiếm báo tỏa hào quang đoạ hồn. Nàng là người vợ mà tôi yêu quý, tuổi nàng yêu quý nàng chết làm sao. Con nghe, đã là yêu quái thì còn là tiếc làm chi. Mình không diệt nó nọ, không tha mình. Được rồi, con cảm ơn thầy. Công tử cứ làm đúng lời tôi đi. Dạ. Không hiểu nghiệm tôi không lấy tiền. Dạ. Có gian con của công tử đó. Còn lát nữa tôi sẽ trở lại. Bây giờ tôi chào công tử, còn cậu này tôi không thèm chào. Tôi đi đó. Hứa Lan ơi, Hứa Lan. Cô kìa, sao giờ này mà chàng còn ngủ? Hứa Lan. Trời ơi, Hứa Lan sao đành chào kiếm quán đoàn tình, cho mầm vàng tan nát chưa, vợ chồng xa cách rằng yêu sao tội gì, thì phép tiên diệt trời. Trời ơi, sao kiếm lìa đôi? Em vốn tiên trên trời nào, sợ chi kiếm quan tà gian gây gươm rồi gây luôn ngần tình, trong tình chồng con có tôi gì. Ta cuối sinh nàng nên thứ tha lỗi lầm, tin lời chi gã đục như nên mới gây ra bao tàn mà ta gây tôi tình. Trọn tình ở nào chàng xử em nặng tội, huống chi bao nhiêu ái ân nồng thắm tình yêu đã tạo nên một thai nhi đang kết tử nên hình. Hả? Em nói sao? Sao chàng lại đang tâm dứt bỏ chưa đành, đời con trai chót tin lời hứa hẹn trao gửi ân tình lòng trốn giả thủy chung. Nếu chẳng may em lại yêu quái bị thảm hình, chàng nghĩ sao đây đưa con trong lòng mẹ, chàng giết yêu tình hay cha giết quản con trẻ, nó tội tình chi mà không kịp khóc chào đời. Trời ơi, như vậy là nàng đã có thai rồi sao? Hứa Lan ơi, con chỉ đâu tình chồng giết vợ, chồng xương tay giết vợ con mình, ôi đau đớn nào. Bạch Trân Nương ơi, anh xin quỳ dưới chân em cầu xin một lần thứ tội, vì tin lời vị bông sư may không anh đã giết vợ con anh. Một đứa trẻ thơ tưởng hình tóc chưa kịp xanh, nương theo mẹ từng nhịp thở hoàn thành sinh mạng. Bạch Nương ơi, anh vô cùng ân hận, một lần này thôi anh không ngu muội tin người. Tình nghĩa ái ân đã chết rồi, đừng nên giận dỗi Bạch Nương ơi. Ra đi là chết lòng băng giá, một cuộc chia ly mấy cuộc đời.
Chị Bạch Trân Nương, chị định đi đâu vậy? Tiểu Thanh, em không định bỏ anh nữa sao? Vâng, em phải đi chứ. Vì anh Hứa Hơn Văn nghe lời bốc sư Lục Nhất, nói chị em là yêu tinh quỷ mị, mặc dù bao nhiêu tháng năm ân nghĩa vẹn tình, chị Bạch nghẹn sầu. Tiểu Thanh, thôi đành chia tay đơn đau. Hơn Văn như vậy nhưng còn anh đây đâu lỗi chi, rồi còn bao nhiêu ngày tháng vợ chồng xót xa đoạn tuyệt. Em và Bạch Nương đừng bỏ đi đâu. Thưa Hảo anh ơi, hiện giờ đây chị em chưa biết phải đi đâu, nhưng trước hết phải lìa khỏi nơi đây xa lánh kẻ đã phù dông mang tiếng làm người mà đánh mất nhân tâm, nghĩ mà sợ cho con người đen bạc bao nhiêu tình nắng nghĩa. Sau chỉ một lời dèm pha kẻ khác mà anh Văn lại nỡ xuống tay hạ sát vợ con mình. Trong khi chị Bạch Trân Nương đối với anh chưa lỗi đau vợ chồng. Tiểu Thanh ơi, con người ai sao tránh được lần lầm lỗi, sao không năn nỉ giúp anh? Em còn nói cho Bạch thì giận anh. Anh Văn, tôi đã nói dù vợ tôi là một yêu tinh quỷ quái, nhưng chung thủy với chồng thì cũng không ngần ngại điều chi. Con người với nhiều tốt xấu tính khôn và ngu dại, thật khó lường đo lòng dạ của con người. Chị Bạch Trân Nương, chị có còn yêu anh Hướng Văn không? Chị nói đi, chị nói đi. Tại sao chị không nói? Chị không nói tức là lòng chị vẫn còn yêu. Còn Tiểu Thanh, em có còn yêu anh không vậy? Anh có làm gì em đâu mà anh hỏi em còn yêu anh hay không. Chị Bạch, Tiểu Thanh, tại sao bây giờ hai người lại định bỏ ra đi? Hai người định bỏ ra đi để nhớ thương con đời gia diết. Chị Bạch ơi, đừng vì một chút giận hờn mà dội bỏ đi đâu, bỏ mặc đứa con mới tượng hình trong bụng mẹ. Ngày tháng xa xôi chị ru thương gọi nhớ, ảnh hưởng ra sao khi đứa bé nó ra đời. Chú Hảo ơi, chú đừng nói nữa, đau đớn quá chú ơi. Vậy thì chị đừng hờn giận mà bỏ đi đâu. Đứa trẻ thiếu tình yêu có thể sanh thiếu than, hoặc thiếu người mẹ thì nó sẽ sống sao đây. Đó, tôi nói vậy là phải không? Vậy là quê ha. Còn anh Văn này nữa, nghe tầm bảy tầm bả không làm cho chị Bạch chị buồn, rồi bây giờ còn đứng đó nữa. Lợi đưa bả đi rửa mặt đi, đi đi. Còn Tiểu Thanh, bây giờ em giúp anh dẹp hành lý vô nhà nha. Như vậy vui không? Hiền Thê ơi, đây là ổ rượu Hoàng Hoa, đã được chôn dưới đất gần 100 năm. Hôm nay nhân tiết đoan dương. Em ơi, vợ chồng chúng ta cùng vui đôi ấm, ngất ngây hương dậy men tình yêu. Suốt đầy ly càng tay nâng, mong mai chứ vụ tâm
lòng số. Không có đâu. Chỉ hai rừng uống nữa không nên. Lỡ sai chỉ vĩnh rồi làm sao. Chẳng sao ngày nay vui quá. Ước cho anh con trong gia mong tình về. Tiểu Thanh, tình mình ôi diễm tuyệt, chúng ta cùng vui say. Em chẳng quen rượu nồng, em chỉ yêu thương chồng. Thôi đã về đây nhập tiệc cùng vui, bỏ qua bao nhiêu sầu đau. Khổ gian lao bao thử thách càng ngăn như đun nấu tình yêu. Tình thâm sâu trong lòng trọn đời, ta sẽ khó quên nhau. Dài chung đưa để thương tay người vợ quý đã hết lòng, khuyến khích chồng nó nấu sữa sôi kinh. Lan à, đâu có công chi ta cùng vợ nơi giả quý yêu chồng. Ước mong sao chàng hiểu được lòng, giữ cho tình ta vững bền. Lan à, thiếp sai quá à, không muốn nữa đâu. À, con kìa, sai cái mặt con thấy ghét không? À, chết rồi, chị ấy sai quá rồi. Sai thì có sao đâu, mà Thanh Nguội phải lo vậy hả? Dạ, dạ em sợ chị uống rượu sai rồi chị ấy sẽ... Dạ, dạ sẽ bệnh. Đã có thôi, ta lo rồi. À, Hứa huynh hãy đưa Bạch Tấu vào phòng an nghỉ đi. Phải đó, thôi để ta đưa nàng vào an nghỉ nha. Đi, đi em. Rượu nồng bày chân tướng nơi loan phòng giữa đêm khuya. Khi chung gối chàng tiên, Bạch Nương thành con Bạch Xà. Hiền thê, hiền thê ơi, tình ta nhờ phước dư ông bà tiên tổ xe duyên. Ta có đứa con thơ nối dòng, ta mừng lắm hiền thê ơi. Ta yêu nàng lắm hiền thê ơi. Hả? Sao thành rắn cắn? Trời ơi, nguy rồi, nguy rồi. Án Mani Bác Ri Hồng, thiên linh binh, địa linh binh, Bạch Xà tính mau kiếp hoàn lại hình người. Hô biên! Chị Chuyện gì xảy ra đó Tiểu Thanh? Chị, trời ơi, chị coi kìa, chị chỉ say rượu không giữ được mình nên đã hóa thành rắn bạch. Anh Hứa Văn sợ hãi chết mất rồi kìa. Trời ơi, Hứa Lâm, Hứa Lâm, trời ơi, chàng đã chết. Bỏ em sao Tiểu Thanh ơi, làm sao để cứu chàng? Mai ra nhờ thứ cỏ linh. Phải. Ở Bạch Hạc Sơn mới có linh chi. Nam Cực Tiên Ông nghiêm cần giữ gìn. Dù trăm cái đắng chị cũng tới lại gian sinh.
gian mệnh hệ nào chỉ thề cũng chết để ta tình ai. Chị đi đây. Hứa Huynh, anh đã tỉnh lại đi. Hứa Huynh, Hứa Huynh, anh đã tỉnh lại rồi. Anh tỉnh lại rồi. Hồn phương khắp bay biển cánh ta về đây. Nàng là trắng trắng yêu quái quá thân hay ta. Hãy tỉnh đi chàng ơi, em vẫn tròn tình chung. Bàng hoàng phúc ái ân ôi ra người. Bằng hữu chớ vì người suốt tiếm quên tình sâu. Dẫu là rắn căng mà tình nghĩa vẫn cao bằng non. Hứa Huynh đừng có quên ân nghĩa nặng tình sâu. Đây là rắn xanh như quái chung mùa này. Tiếu mùi chớ kể gì lòng người đã quên tình yêu. Ta chỉ một lòng yêu quý chung quý trọn đời. Không, tránh ta ra, xuôi ta ra. Đừng, đừng lại gần ta. Tránh ta ra. Hương gia chẳng nỡ nào đổ tình với thiếp. Tránh ra. Tránh ra. Bạch tỷ ơi, đứng trước những con người cứ nàng thành kiến miệt thì yêu tinh và nể trọng những người tiên thánh. Họ không đủ xét suy phân biệt yêu quý thần tiên. Điều có kẻ hiền người giữ em chán nàng muốn khuyên chị tôi chúng ta về đi. Trở về chốn cũ lưu luyến làm chi cho thêm đau nhục với phiền. Tiểu Thanh ơi, dù em có là rắn xanh anh vẫn yêu em chung thủy trọn niềm. Thôi ơi em đi những tiếng ru em ngọt ngào say đắm. Giờ đây nhận lấy đau thương những lời quán nhục lòng em thêm tức và mới biết được bọn nam nhân đây chỉ là phường bạc nghĩa dòng tình. Tiểu Thanh, em không nên giơ đũa cả nắm mặt căm giận tất cả đàn ông. Anh đâu có vậy. Hứa Lan, đừng, đừng tới gần tôi. Tôi sợ nàng lắm, tôi sợ nàng lắm mà. Tránh tôi ra. Trời ơi, tại sao một người vợ năng gia thương chồng lại được đón nhận bằng một tâm tình khiếp sợ thương đau. Ánh mắt xa xôi và lời kinh hãi bén như dao đã chém nát cùng em thành muôn gian manh. Hứa Lan ơi, chàng cứ bình tâm so lòng người lòng rắn. Ai trọn và yêu thương ai sâu nặng ân tình. Tôi mệt lắm rồi, ngộp thở bởi những tiếng hy sinh. Đừng nói nữa, xin ai đừng nói nữa. Vừa tỉnh giấc chết tôi cần được nằm yên nghỉ. Cuộc đời tôi qua nghiệt bởi vì đâu. Thôi, anh mới được cứu tỉnh còn mệt. Để cho anh nghỉ yên một chút rồi tính sao. Đứng lại, mấy người định đi đâu? Làm hết hồn. Định đi đâu kệ, ta ăn thua gì xía vô. Sao không ăn thua? Tôi là bạn anh Hứa Văn, tôi xía vô còn coi được. Chứ không phải như ai kia. Cái mặt xía vô lẳng nhách. Ấy, cái gì vậy lãng? Vì mấy đồng bạc mà làm chuyện bất lương phải không? Im đi, đi. Im thì im. Đi, gì dữ hả? Anh Hứa Văn, tôi muốn biết anh định đi đâu vậy anh Hứa Văn? Tôi đến chùa Kim Sơn. Để làm gì? Để lại Phật. Lại Phật? Phật là đấng chi tôn vô sanh vô thường. Cõi Phật là con đường đưa người ra khỏi bến giác sông mê. Chớ Phật đâu qua tòng giúp kẻ sở khanh dứt nghĩa phu thê đoạn tình chăn gối với người vợ đã cùng ảnh trọn vẹn chung.
tình. Dầu gì bạch trắng nương có là rắn hiên hình, anh cũng khó tìm thấy trong thiên hạ một người vợ hiền thờ chồng trọn giả sắc son. Đã cứu anh chẳng nhớ ơn, lại nở xuống tay đời mà diệt tuyệt. Anh xử tệ và quên những ngày thắm thiết với người đã một nắng hai sương tần tảo dưỡng nuôi chồng. Nhưng thưa hảo à, vợ tôi là con rắn tu luyện thành người, tôi cứ bị ám ảnh mà suốt đời sống trong lo sợ, thì làm sao tôi sống nổi đây anh ơi? Nếu có tình yêu thì tại sao không sống nổi? Anh hứa dân ơi, cũng vì thương anh nên tôi bày giải đôi lời. Dẫu chị trân nương có là rắn hay là người cũng đâu đáng kể bằng thâm tình mà chị đã đối với anh. Những ngày tối tù ai chăm sóc miếng ăn, ai đút lót để cho anh nhàn hạ, không bị đòn roi cực hình khổ sở, để ngày nay anh bội nghĩa dòng tình. Anh hãy xem lại anh đi, anh có cái gì đâu để cho người ta phải khổ thân, ngoài đôi tay trắng vô tài không sự nghiệp. Tôi càng nghĩ càng giận lòng người đen bạc, lấy quan báo ân nên tôi thương rắn hơn thương người. Anh hãy ở đó mà cầu khẩn đi, tôi về. Thưa hảo, thăm thiền thì xuống đi con thử. Dạ, trăm lại đại sư, ngàn lại đại sư, xin cứu mạng. Đại sư ơi, con trăm lại đại sư, ngàn lại đại sư, xin đại sư hãy cứu mạng. Mô Phật, có việc chi mà thí chủ cầu xin ta cứu mạng vậy? Nho sinh, dạ, hãy ngước mặt lên cho ta xem. Mô Phật, ôi đây thật là quan nghiệp, nghiệp báo quan khiên tiền kiếp khó dễ dùng. Nó là bạch xà ngàn năm tu luyện công quả vô cùng, nay bỗng động lòng trần mà chuốc lấy tai ương. Nho sinh, hãy nhìn thẳng cho ta xem rõ mặt, ôi diện mạo nguyên thần có phần suy kiệt. Thôi hãy ở bên ta, đừng đi đâu hết, nhờ phép Phật nhiệm màu ta lo liệu cứu cho. Giang tạ ơn sư nàng một mực chung tình, lòng đệ tử vừa sợ mà cũng vừa thương. Nhưng dù sao âm dương đôi ngã khó trọn chung đường, càng bận biểu nhiều quan nghiệp lại càng sâu. Vậy thì Lục Nhất hãy về đi, còn Nho sinh hãy ngồi cạnh bồ đoàn của ta. Dạ. Nè công tử lên ngồi bên đại sư đi. Nè, như vậy là huề một lượng rồi đó, nghe chưa công tử? Thôi dạ, mô Phật, đệ tử xin lui gót. Thưa văn công tử, hãy nhớ lời ta căn dặn, dẫu có thế nào cũng không được rời nơi tĩnh tọa, mai ra ta mới lo liệu chu toàn được. Chắp tay lại và hãy chuyên tâm niệm Phật, định tâm và gác bỏ ngoài tai mọi lời hệ lụy, nghe chưa mô Phật? Đại sư ơi, Bạch thị, vợ tôi đã tới rồi. Đại sư ơi, làm mô sao vậy? Mô Phật, hãy trấn lòng, việc thất tình lục dục cố vượt qua bể khổ sông mê.
nhau dở dang từ đây. Ôi thế nhi đành quên, thôi hết mong tao phụng. Lòng người sao dứt đành, ơi tình đau. Con thơ đang chờ sân, sao yêu quanh kia đường. Ca kêu trời thấu chân, ai làm cho quê hương lìa tan. Ta cố nhớ quyền ước, mai này tôi xa vắng nhau rồi. Dù bối giống vẫn yêu mai mỗi người mỗi nơi, tình trăm năm vẫn nghe tròn. Ôi Nam Mô A Di Đà Phật. Hứa thí chủ, hãy kiên định tâm trí và đừng quên câu lục tự Di Đà vô biệt niệm. Hứa Lan, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông thầy chùa, bộ ông biết rồi hả? Tôi hỏi ông, tại sao ông đi tu mà ông lại giật chồng người ta chứ? Còn anh Hứa Văn, tại sao ông thầy chùa này ông có bùa mê thuốc lú gì mà anh nghe lời ông, anh bỏ vợ con anh vậy anh Hứa Văn? Chị Bạch Trân Nương à, người ta đã bạc tình như vậy chỉ còn thương tưởng mà làm gì, pháp thuật gì đâu, đem ra đấu với ông một trận đi. Chú Thừa Hảo, không hiểu tại sao tôi quá yêu chàng, dù chàng vẫn cứ một lòng khinh bạc. Dẫu pháp thuật tôi chẳng ngán sợ với ai, nhưng dù sao tôi vẫn cần bảo vệ trẻ thơ vô tội. Dân đứng trước mặt chị và trước mặt mọi người hôm nay, tôi xin hứa dù cho nữa dân nhất định bỏ chị bỏ con đời đi tu. Tôi còn sống ngày nào là tôi sẽ dưỡng nuôi cho nó nên người, và dạy nó lớn lên đừng thay đen đổi trắng như cha nó ngày nay ngậm câm quyết lòng giống thù. Bỏ mẹ nó ôm con đi biển một mình, thân tơ đào vùi dập trong sóng gió ngàn khơi. Đại sư, lòng đại sư dù sắt đá, chẳng thương bạch xà đang dập đầu quỳ lại giáng sinh. Đang mang tội lớn là dám nặng lòng yêu kính chồng con, thì hãy xót thương đứa trẻ có tội chi mà chịu không cha. Khi hình hài con thơ tưởng hình trọn vẹn, với lòng đau khổ tổ cùng tôi xin cạn lời lại lục giang sinh. Nghĩ giận căm gan kẻ bạc tình, đang dốc lòng tu học đạo vô tâm, bỏ mặt ngoài tai những lời khuyên can nhân đạo. Nhìn anh niệm Nam Mô mà tôi tức tối vô cùng, muốn chửi nặng lời mà nước mắt cứ tuôn rơi. Thôi, nói làm chi, ông thầy tu lòng chai lì như đá sàn. Đánh đại ông một trận cho rồi, mình sẽ cướp lại anh văn. Đại sư Pháp Hải, hãy coi đi. Nghiệt xuất vô lễ, quả lôi thần lai tóc dáng hồ giang. Cửa trái, Di Bạch, Tiểu Thanh, chạy đi. Đừng sát hại em ta, hồ thu. Cẩn niệm động chân ngôn, vũ thủy hải long dương lai trợ ngã, hồ giang. Nghiệt xuất, tại nơi người gieo quá nghiệt, dẫn nước lên giết hại dân lành. Đừng trách ta sao độc ác, hãy coi bủ tháp của ta đây, hồ biến. Đau quá, ta muốn chết mất đi thôi. Thương ơi,
hào quang nào từ bụng loài nhiệt súc đã lóe lên ngăn bụ tháp của ta. Để ta bấm đồ coi sao. Thì ra bạch xà sắp nở nhụy khai hoa, văn khúc tinh quân sắp sửa ra đời. Ôi, đau, đau mẹ quá con ơi, quý gia. Chị Bạch Trân Nương, chị Bạch Trân Nương, chị sao vậy? Anh Văn, anh Văn, chị Bạch đang hoàng quả như vậy, mà anh ngồi làm tính ở trên đó được hay sao? Nam mô A Di Đà Phật. Tiểu Thanh, chị đau bụng quá em ơi. Quý gia. Tiểu Thanh, sao chị đau bụng quá em ơi? Nghe toàn thân rã tan, thân xác hoàng não nhồi. Từ ngày cứ mang chàng hơi chân cha ngồi đơn, ta sẽ khai qua đã gì rồi? Ơi chàng ơi. Đại sư ơi, tôi xin nhảy xuống bồ đoàn, nếu phải số duyên tôi xin được rủ sạch trần nhớ, dứt dòng hệ lụy. Thà như chết dưới tay độc xà ác phụ, còn hơn sống mà mang tiếng hại con giết vợ. Tôi xin được chia sớt niềm đau với người vợ đã cùng tôi son sắt vẹn chung tình. Làm sao tôi có thể đành tâm trơ mắt nhìn vợ con chết bởi tay mình. Xin đại sư mở lòng hà hải mà tha nàng khỏi tội lấy lượng biển trời mà đông đức hiếu sinh. Bạch Trân Nương ơi, vì anh quá ương hèn nhu nhược bỏ mặc tình em gánh trọn đau thương. Một đời quá đang đổ sắc hương thì giông bão dập vùi cho đại sơ cánh ca. Bạch Trân Nương đừng. Không, chú Thừa Hảo, tôi không muốn kẻ bạc tình động đến mình tôi. Ôi da. Bạch Trân Nương giang ra. Anh hứa rằng tôi thấy chỉ đau chừng nào tôi càng căm giận anh chừng nãy mà. Tội nghiệp cho chị tôi bởi lòng quá yêu ai tha thiết chân thành. Xin đại sư mở rộng lòng nhân ái lượng từ bi, xin cho đất hiếu sinh, xin cho hài nhi được mở mắt khai sinh. Rồi chị em tôi sẽ cúi đầu thỏ tôi. Trời bảo rằng tôi yêu là tội lỗi, sao trời còn xui chi tương hồi để mà yêu. Được, ta sẽ quản cho một giờ một khắc để khai qua. Tiểu Thanh, em hãy dìu chị vào trong hốc đá, kẻo làm ô quy chương tương nghiêm. Dạ, đi chị. Bạch Trân Nương, con đứng lại, con của tôi. Anh hãy đứng lại đó và hãy bước lên trên kia lo tu niệm để cho một mình anh đắc quả thành Phật thành tiên. Chúa cho đứa con này chính là anh đã tạo quan khiên, và mẹ nó đã mang bằng tình yêu thuần khiết. Anh cứ ngồi đó mà giả câm giả điếc, bỏ mặt vợ con tha thiết gọi kêu chồng. Đời nó bắt đầu bằng mối hận khôn nguôi. Tôi xin chị trao tôi nuôi dưỡng, lòng rắn, lòng người, lòng nào nguy hiểm. Ai đã bài cuộc chia biệt hôm nay? Ôi, nín đi con. Trời ơi, chính ta cứu mang
vừa mở mắt chào đời mà người ta nỡ giúp con rời chúa mẹ nè trời. Bạch Trân Nương ơi, anh xin em hãy thư lỗi cho anh. Em à, em hãy trao con cho anh đi em. Không, con thơ cần nuôi dưỡng bởi tình người. Chú Thừa Hảo. Dạ. Chút lát nữa đi, tôi phải chịu thọ hình nơi Bồ Tát. Khi thác chân thành xin chú ra ơn nuôi dưỡng con tôi. Chị Bạch Trân Nương, Bạch Trân Nương em sẽ ruột mình, tôi xin ở giữa đau thương. Trước giờ chia cách mẹ phải đặt tên con. Trời ơi, chú nhớ giùm tên đứa trẻ là Bạch Tùng. Bạch Tùng giữ họ cho anh là tôi sẵn sàng tha tội. Và lòng tôi thật già muốn anh có con nối dõi tông đường. Chị Bạch muôn vàng thương cảm, anh xin vàng tạ ơn anh chưa cho vừa mấy biển mấy sông, nghĩ mà vẫn cho mình. Tôi nghĩ mà tôi sợ người hơn sợ rắn. Ôm trẻ thơ vô tội mà nghe như sóng dậy trong lòng. Giờ tôi xin tự biết mối thâm tình cúi đầu vẫn mệnh mà thọ tội với. Giờ văn khúc Tinh Quân đầu thai đã hết, Bạch Xà hãy mau cúi đầu thọ tội. Thiên linh linh, địa linh linh, lôi phong tháp lai tóc dáng hồ dáng. Ôi, chị Bạch Trân Nương. Bạch Trân Nương, Bạch Trân Nương. Hãy chị đi, mà sang nuôi con. Em sẽ thân.
lạnh lùng tuy trăng cứ mỗi hoàng hôn tôi tường lõ đầu qua đình bát mắt giọng hướng về nơi ngôi nhà cũ lắng nghe từng tiếng trẻ thơ góc sau gọi mẹ 18 năm qua trẻ thơ dần khôn lớn nỗi nhớ thương chồng trước tim tôi được nhìn con chi phúc xiên liền này nó đã trời ơi. Con ơi đừng hỏi nữa, con ơi đừng hỏi nữa, vì mẹ con đã chết từ khi con mới lọt lòng, chết bởi lúc hình cái nghiệt của cao dày. Mẹ con chết đi để cho cha được sống, để cha ngàn năm ân hận nhớ thương. Cha và chú con đã làm gà trống nuôi con, và giờ đây con đã trưởng thành khôn lớn. Con đã nâng danh được làm văn càng rồi, hôm nay thánh hoàng ban cho con được cùng công chúa dây viên. Ơi mẹ con đâu? Bạch Tùng con, nay con đã được công thành danh tội, đại đăng khoa Đỗ Trạng Nguyên, tiểu đăng khoa chùa Thượng Tứ Hôn Công Chúa. Nhà mình đáng ra phải vui vẻ tưng bừng, sao sao con lại khóc vậy con? Cha, cha đừng giấu con nữa. Mẹ con đâu? Con đau nhục quá cha ơi. Mẹ con à? Mà có chuyện gì vậy con? Trong buổi yến tiệc đại tân khoa, chúa thượng hỏi song thân con là ai. Con chỉ nói được cha con là Hứa Tiên, tự là Hứa Văn. Còn mẹ con thì con không biết là ai. Vua và cả triều thần đều cười và cho là chuyện lạ, vì từ xưa đến nay ai không có mẹ sanh ra. Trời ơi, tuy thẹn mà con cứ thật thừa qua, ai sanh con ra thì con không biết. Nhưng cái người chăm sóc đút sữa mâm cơm là chú Thừa Hảo đã thay mẹ nuôi con. Cháu Bạch Tùng, chính cha cháu là người giết mẹ. Trời, trời ơi, có thật như vậy không cha? Sao nước mắt đanh chồng cha như nuốt nghẹn, có hay không sao cha không nói. Chú con đã dẫn cha 18 năm trường. Trời ơi, làm con hiếu mẫu thân, con phải rửa sạch thù, nhưng kẻ sát nhân lại chính là cha mình. Trời ơi, muốn trả thù tôi giết cha sao? Bạch Tùng con ơi, chú Thừa Hảo giận cha nên nói nặng lời, chứ làm sao mà cha nào giúp vợ mình. Như vậy là mẹ con không chết phải không cha? Bạch Tùng ơi, nào phải cha nhẫn tâm giết vợ, vì thúc phụ giận cha quá yếu lòng nhu nhược, mãi tin lời kẻ bàn quan xúi dục làm cho mẹ con thọ nặng tay. Tan ta kiếp hồng nhan giữa khi sắc đồm hương nồng, một đời sống vì con vì chồng. Xưa mẹ con vốn là bạch xà, tu luyện sắp lên tiên, gặp cha nên lưu luyến trần duyên, cùng cha vẹn đạo tòng phu. Chừng con sắp chào đời, vô tình cha lại hại mẹ con. Cháu, cha con nghe lời xúc xỉm,
cho mẹ con là quỷ mỹ yêu tà, cầu đại sư pháp hải ra tài, giam mẹ con dưới tháp Lôi Phong. 18 năm đau nhục vì thương con thương chồng. Trời ơi, mẹ con là một rắn tu đã trọn lòng yêu thương, hy sinh vì chồng vì con, một mình trong tháp linh thọ tội. Con ơi, mẹ con chịu đau đớn mang lớp bạch xà nhốt mình trong cổ tháp, để cho con giờ đây được lớn khôn mang hưởng định chúng hạnh phúc, dù phải mang tuổi nhục trầm quan 18 năm trời. Con phải tìm mẹ con mới an tâm mà sống trên đời, cho phải chạy gian trung năm dài tháng rộng, con sẽ dâng sôi lên thánh hoàng và công chúa từ hôn. Cháu Bạch Tùng, lòng hiếu thảo đối với mẹ là tốt, nhưng cớ bông chung nếu vua giận thì toàn gia không yên được. Không, dẫu có chết con thề quyết tìm mẹ được, con mới an tâm mà hưởng hạnh phúc của riêng mình. Bạch Tùng, pháp hải thiền sư đã nhốt mẹ cháu trong Lôi Phong cổ tháp dưới chân núi Kim Sơn. Cha, cha nói con sắp ra đời thì mẹ con bị thọ nạn, vậy thì làm sao mẹ con sanh con ra được vậy hả cha? Bạch Tùng ơi, giữa lúc tháp Lôi Phong gấp chụp mẹ con thì cũng là lúc con quăng mình trở ra. Giờ nở nhụy khai hoa con mở mắt chào đời, lỗi do ai đã gây nên cảnh đau lòng. Tay ôm bụng trong cơn giật già, miệng gian cầu với pháp hải đại sư, xin thương tình con sẽ sơ sinh, mang giây phút nói lời ký thác, dặn chú nuôi con và đừng trao cho ai khác. Giọt máu trần nương chú đặt tên Bạch Tùng. Trời ơi, mẹ con, trời ơi. Bạch Tùng, con đừng khóc nữa con. Cha ơi, dù mẹ con là rắn nhưng đối với cha không lầm lỗi, tại sao cha lại để cho người ta hành hạ mẹ con như vậy hả cha? Bạch Tùng ơi, cha biết là cha có lỗi với mẹ con nhiều lắm, nhưng chuyện đã lỡ rồi còn biết phải làm sao. Nỗi hối hận cho dài dò thầm khấn nguyện trời cao, ngày con thành nhân cha sẽ về bên cổ tháp để ở với mẹ con cho trọn tình hết kiếp, để chuộc tội thời trai trẻ đã lạc lầm. Nếu con muốn đi tìm mẹ ở chân núi Kim Sơn, hãy năng đợi sau ngày nên duyên qua chút. Nếu con dâng sớ từ hôn, thánh hoàng sẽ phẫn nộ và sẽ buồn lòng, giang dở đời công chúa Ngọc Dung. Không không cha ơi, lòng con như lửa đốt, con thề sẽ tìm cho được mẹ con. Chú Thừa Hảo, con nhờ chú vào triều dâng sớ từ hôn giùm con. Nếu thánh hoàng không thương bắt tội, con sẽ trở về triều thỏa tội nạp mình sau khi tìm được mẹ, nghe chú. Chú ơi, chú ráng giúp giùm con nghe chú. Được rồi, chú đi liền. Bạch Tùng, con bẩm giang trạng, có công chúa gia lâm. Bạch Tùng, bây giờ mời vào đi con. À, con ra đón công chúa đi con. Kính mời công chúa vào đại sảnh. Kính mừng bá phụ, kính chào văn tràng. Xin cáo lỗi công đương, lão phu vào trong sắp xếp việc nhà. Bạch Tùng con hãy tiếp công nương. Văn tràng, em vừa gặp Hà Thúc Thúc vào triều dân Bạch Tràng, thiếp muốn biết vì sao chàng lại dâng sớ từ hôn. Đó là nỗi đau lòng. Nếu công nương biết rõ mẹ tôi là một con rắn, công chúa có còn đủ can đảm nhận tôi làm phò mã được không? Bạch Tùng, chàng nói gì?
Chàng nói gì em không hiểu được. Tôi nói tôi là con của rắn. Hả? Mẹ tôi là rắn tu luyện thành người, đã cùng cha tôi kết nghĩa phu thê. Nhưng người ta cho mẹ tôi là loài yêu nghiệt phạm tội trời, nên đã nhốt mẹ tôi vào trong ngựa tháp. Trời ơi, tội nghiệp cho mẫu thân. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. À, anh Thừa Hảo, Tiểu Thừa Thanh. Hảo. Ô Phật, ta cho phép Tiểu Thanh được trở lại hình người, mà chờ đón ngày vui đầy nước mắt. Tiểu Thanh, anh Thừa Hảo. Em, một năm nay anh bỏ em đi đâu mất biệt à? Bỏ em một mình hiu quạnh đời trong mòn mỏi à? Tiểu Thanh, đừng khóc nữa. Anh như hứa văn mắt đưa thằng Bạch Tùng đi thi, nói đậu văn khoa rồi, và còn được vua gả công chúa nữa. Hả? Nè, Bạch Tùng nó đổ Trạng Nguyên, chị Bạch Trân Nương mà biết được tin này chắc là chị mừng lắm. Trời ơi, Bạch Tỷ ơi, Bạch Tỷ, thằng Hứa Bạch Tùng nó đậu Trạng Nguyên rồi mà được vua gả công chúa nữa, chị có nghe không? Hà Lan ơi, 18 mùa xuân đi trong khi em phải kề cận với chị Trân Nương cho trọn tình hầu hạ. Còn anh cũng đã 18 năm qua yêu em trong thông khổ, ngày mỹ lượt đứa con mà em ngậm ngùi đến rơi nước mắt lệ hạnh phúc thâm bằng môi. Em nghĩ cũng thương cho chị Bạch Nương nên phải phụ tình anh để cho anh nằm chờ bán đời lỡ mộng ân tình. Tương ngộ trong tay mà nghe như cách chia ngàn dặm xa vời, vòng tay thăm bà xin chàng phá tội, mong chung đời đành hẹn kiếp lai sinh. Dẫu nặng tình chàng nhưng không đành phụ bạn cố tri, em quá kiếp rắn manh sao làm được dở hiền. Ngày ngày nhìn em trong lớp rắn để mà thương, làm sao chia sẻ với anh niềm vui chăng vui. Tiểu Thanh, yêu em là anh tự nguyện, chứ nào anh có dám tách gì em đâu. Nhưng anh nên biết rắn già rắn sẽ lột da, còn người thì tuổi xuân qua một lần, ơn của anh đối với em như trời cao biển rộng. Tiểu Thanh ơi, bấy lâu xa cách ngày nay tương ngộ, tay trong tay mặt nhìn tan mặt mà mình không nói nên lời. Dù cách xa nhau mình vẫn bên nhau cho đến trọn đời. Kỷ niệm ngày xưa bây giờ sống lại sau những tháng ngày đối ngã chia ly kẻ ở người đi nhớ thương biết mấy, nhưng tấm chân tình vẫn có cao tánh nên anh đang đây lòng ta nhớ mãi. Vì mỗi tình đầu đẹp đến ngang sao, dù lắm buồn đau tình ta vẫn với cách trở buồn tùng mình vẫn bên nhau và gặp nhau đây vui lắm nàng ơi. Xin nguyện cùng ai ngàn năm thương mến, dẫu cho thế nào thì mình vẫn mãi bên nhau. Hà Thúc Thúc, chú bỏ con đi trước, con theo muốn hụt hơi vậy đó. Mẹ con đâu chú? Mẹ con đây phải không chú? Ơi, không phải đâu, lộn rồi. Đây là vợ của chú, hiếm có con đó. Như vậy thì mẹ con đâu? Mẹ con đâu cha? Chú ơi, mẹ con đâu chú? Mẹ con nằm ở trong cổ tháp kìa. Có phải vậy không cha? Phải, mẹ con nằm trong đó đó con. Mẹ, mẹ ơi, con là Bạch Tùng, con trai của mẹ đây. Mẹ có nghe con nói không? Trời ơi, ai đã nhốt mẹ tôi trong bự tháp? Muốn biết hỏi ông thầy chùa ngồi ở trên kia kìa. Đại sư ơi, tại vì sao mà mẹ con bị đọa đày tàn độc 18 năm dài trong cổ tháp nặng nề? Phận làm con, lòng công chúa xót tay tê. Đại sư ơi, xin mở lượng cả cho mẹ con tương ngộ. A Di Đà Phật.
văn khúc tinh quân cùng mọi người hãy đứng dậy, vì bạch thị xưa đã nặng lòng trần tục, ý phép màu gây tàn hại sanh linh, dâng nước lên giết hại dân lành, dâu bể tan thương mang tội với trời, hàng vạn hồn quan không nơi nương tựa, tội phải trừng đành thọ lấy tay dương. Thưa đại sư xin khấn đầu cúi lại, đức hiếu xin mở lòng đại lượng, mẹ tôi đã chịu hình phạt của tiền công 18 năm dài đủ đền xong tội nghiệp, xin đại sư thứ cho vợ chồng mẹ con sum hiệp, ân nặng ngàn ngày cha con còn cảm đức, thương mẹ vô cùng xin thế tội cho tự thân. Lành thay lòng hiếu cảm sẽ động lòng trời, nhưng tội bạch xà quá nặng khó dung tha, rửa làm sao cho sạch u uất oán hờn, cho bao người đã chết được siêu thân. Đại sư ơi, có nghĩa là ngày xưa mẹ con dịu chồng mà lỡ tay giết hại bao nhiêu sanh mạng, thì hôm nay con xin được dùng máu của con mà rửa sạch tội cho đấng sanh thành. 18 năm đầy đọa chơi mau đứa con trai đang đau xót thâm tình, hắn trời già cũng thỏa lòng căm giận, mà những quan hồn cũng vui và siêu thăng. Ngọc Dung ơi, xin đành phải phụ lời nguyện ước, cứu mẹ hiền anh mới đáp nợ gối chăng, nay anh phải xả thân đền tội cho tự thân, nếu vẫn còn thương xin chờ nhau kiếp khác. Không, Bạch Tùng chàng. Bạch Tùng con. Phụ thân, phụ thân và Ngọc Dung đừng bận biểu, 18 năm trời mẹ con đã chịu lắm đau nhục đọa đày, con xin được dùng máu của con để trả một phần hiếu đạo. Khoan, Bạch Tùng phò má ơi, hãy chờ em cạn lời tâm đi, mẹ còn chi mà vui sống ở trên đời, lòng mẹ chỉ vui khi được nhìn con và thấy con đã nên người. Em xin nguyện vì chàng để tuôn dòng máu thanh, cứu mẹ hiền quan khổ được tồn sinh, vì mất chàng em cũng không sống được trên trần, xin chàng hãy nhường lại cho em danh dự ấy. Nếu có tiền duyên ba sinh, xin hẹn lại còn kiếp này cho em được vẹn phận làm dâu. Bạch Tùng xin vĩnh biệt. Ngọc Dung, con cứu mẹ hiền mau con mình, mong rửa mòn tội lỗi. Chỉ có anh thôi mau em dâng tình, dâu chia sớt niềm đau. Mau của anh mới cứu nguy từ thân mình, để anh tròn tình con. Lãng quân đừng nên anh ơi, anh ơi, giờ đây máu hai ta cùng tuôn. Lãng quân đừng nên anh ơi, anh ơi, giờ đây máu hai ta cùng. Lòng hiếu cảm và tình yêu thâm trọng của đôi trẻ đương xuân làm cho ta nghe thẹn mình xưa, nhẹ lòng giống phụ càng nghĩ càng tôi nhục với cỏ cây. Ta phải làm gì đây trong ngày sum họp đớn đau này? Lại
chồng là cha ta, phải lo cứu chuộc vợ ta thoát khỏi đỏ đài. Nếu quả máu của ta có thể rửa tan oan khổ, ta còn tiếc gì đời đã quá tuổi thanh xuân. Ta đã được vui thay con ta công tội danh thành, niềm vui đó phải dành cho Bạch Thị. Nàng phải sống cho mẹ con vui tương hồi, giờ tôi phải hy sinh mới vuông tròn. Hai con hãy đưa khung đây cho cha. Không, đưa cha, không à. Lâu lắm mới thấy anh làm một việc coi được à. Đưa khung đây cho tôi. Tiểu Thanh, em hãy để anh giải quyết. Chú Thừa Hạo, chú tính làm gì vậy? Trong khung cảnh này, ai cũng một lòng đòi chết để cứu chị Bạch Trân Nương, làm tôi vô cùng cảm động. Anh hứa dân cháu Bạch Tùng, công chúa, một trong ba người nếu ai có chết thì người còn sống cũng không làm sao vui được. Đại sư ơi, nếu muốn cứu chị tôi thoát cảnh đọa đày, phải có máu mới rửa xong oan nghiệt. Thì đây tôi xin dâng máu của tôi xin dâng cho trọn vẹn thâm tình. Ở đây tôi thấy không cần ai phải hy sinh. Nếu mất chồng, mất con, mất dâu, dù có thoát nạn chị Bạch Nương cũng không vui được. Đừng ai tranh giành với tôi hết, chỉ có tôi chết đi là ngày đoàn tụ trọn vui. Dừng tay lại! Ai cũng đòi chết để cứu chuộc cho một người, nhưng mọi cái chết đều vô nghĩa lý. Chỉ có máu từ tim con mới rửa được tội mẹ mà thôi. Chỉ có máu từ tim con mới rửa được tội cho mẹ. Chỉ có con mà thôi. Đừng ai giành và tranh cản nữa. Con là Hứa Bạch Tùng, đứa con trai của xà tiên Bạch Thị. Xin quỳ xuống đây khẩn nguyện và tế cáo đất trời, dâng trái tim mình để chuộc tội hình cho mẹ. Hiếu nhi kính lại dân dòng tình khô máu tươi, lên chính tầng trời xin cứu mẹ hiền. Đã vì con thơ đau xót đắng cay, khuất thân thọ tội nặng lòng mong con lớn khôn. Nhìn lên ngọn tháp cao vời, máu dâng cứu chuộc mẹ hiền thiên cao. Mẹ ơi, cha, chú Thêm ơi, Ngọc Dung công chúa xin vĩnh biệt Bạch Tùng. Cảm lòng hiếu thảo của văn khúc tinh quân Hứa Bạch Tùng. Thượng đế xá tội cho Bạch Trân Nương, cho mẹ con chồng vợ tương phùng. Bạch Trân Nương! Mẹ! Bạch Trân Nương! Mẹ! Tiểu Thanh! Em! Thưa Lan! Bạch Trân Nương! Tiểu Thanh! Thưa Hảo! Dạ! Còn ai đây? Chị Bạch! Nó là Hứa Bạch Tùng, con trai của chị. Hôm nay nó đã lớn khôn. Còn đây nè, đây là công chúa Ngọc Dung, dâu của chị đó. Mẹ! Con mẹ. Tôi đây! Dâu tôi đây sao? Con mẹ. Con Bạch Trân Nương. Hứa Lan, nước mắt mừng vui tương phùng, cảm thương lòng con hiểu. Dẫu ta cùng con ta xin duyên cho trần, vui sao vui đoàn chiến. Máu từ xin hãy vui
Mẹ, mẹ Hiền ơi, nay con đã khôn lớn. Con mẹ ta hãy vui đùng quang, ta hãy vui đùng quang. Giờ đây đã là một trang nam tử tu mỹ khôi ngô tuấn tú. 18 năm xa cách, giờ mẹ con tan mặt nhau đây mà tưởng chừng như đang dưới tay tìm mong ảo xa vời. 18 năm thâm thốt chưa mất đã gần qua hết một đời người. Nước mắt sưng sưng dân triều sống dậy, mừng tôi vô bờ nghe tiếng yêu thương. Bao nhiêu ngôn từ đẹp nhất thế gian cũng không nói hết ý tình vui tương ngộ. Con tôi mới ngày nào trong khi quăng mình sanh nở, giờ đây đã nên giấc nên dài lòng mẹ sung sướng vô cùng. Mẹ, mẹ ơi con mừng quá mẹ ơi. Bạch Tùng con, còn cống chưa? Dạ thưa mẹ, ngày con chiếm đầu khoa, hoàng thượng tứ hôn công chúa. Nhưng con đã nguyện, nếu không gặp mẹ thì con chẳng nên duyên. Còn con, thề thẻo nhá cho trọn đạo vợ hiền, dù trải mấy quan sang cũng theo chàng tìm mẹ. Ôi con dâu của mẹ, bông tóc mềm tơ liễu, mắt biếc môi hồng mà sao tình nghĩa thâm sâu. Hãy ngẩng mặt lên cho mẹ nhìn rõ mặt con dâu, mẹ hãnh diện nghẹn ngào lời vui mừng tương hồi. Mười ngón tay ngà dáng mảnh mai như liễu rủ, mà lòng kiên trinh mang một sức này chồng này con này dâu này bạn, đây những người yêu thương 18 năm xa cách không lúc nào vui thương nhớ. Kẻ đã lớn khôn người héo hon mong đợi, ôi nỗi làm sao trọn vui này. Ồ, hôm nay vui quá, thật đáng mừng. Cảnh tan gia đình sum hiệp nhất gia, tao phùng hạnh phúc đủ đầy tàn bỉ tới lai. Qua nhiều năm tháng đơn trường một mình cô tháp lanh lùng, nặng tình con với thương chồng nhưng cứ sổ đau suốt kiếp. Trời còn nhủ lòng thương tình và bây giờ đau sâu không còn. Qua 18 năm kế giờ lớn không tràn quyền như gì, một nhà sum dày danh ràng núi sông mắt nhỏ nỗi vui đoàn viên máu tơ. Mẹ hiện nay đã thoát nguy, nói sao cho hết mấy lâu chia lìa, năm tay cùng vui sum dày bây giờ vinh hiển nhất gia.